Hôm nay Ngọc Hạo có một cái lô hàng loa bow từ Nhật về trực tiếp tại Ngọc Hạo Audio Sài Gòn, và nói chung là ngẫu hứng khui để cho các bác anh xem là hàng về trực tiếp như thế nào. Và đợt này Hạo về thì Hạo về những cái dàn loa bow của thương hiệu Mỹ, nghe nhạc rất là chuyên nghiệp. Giá Hạo về số lượng nhiều nên có cái mức giá cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Thôi bây giờ thì Hạo sẽ khui thùng và Hảo sẽ bưng ra trực tiếp cho các bác các anh xem và test trực tiếp luôn nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người, Ngọc Hảo đã khui cái lô hàng loa bầu ra rồi đây, và Hảo đặt sẵn ở trên đây rồi thì Hảo chia ra theo từng bộ nữa nha, để cho các bác anh dễ quan sát. Thì những cái bộ dàn này á, là những cái bộ dàn mà để mà nghe nhạc chuyên nghiệp của thương hiệu Bow, rất là cao cấp luôn. Cái giá thì đợt này về cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Thật sự mọi người, trong cái phân khúc tầm giá này á, để mà trên thị trường mọi người sắm được một cái bộ tương tự như Bow thì thật sự là không có luôn. Đó, chúng ta nghe nó tương đương như những cái dàn mà mấy chục triệu, rất là hay. Mà giá đợt này Hạo về thì rẻ hơn đợt trước Hạo bán nữa. Những cái dàn này thì thật sự trên kênh của Hạo thì quá là quen thuộc rồi. Các bác các anh rất là ưa chuộng, về cái là hết, về cái là hết. Đợt này Hạo về một lô thì sẽ có là bow 321 trơn. Và trong cái lô này chỉ có duy nhất một bộ là bow 321 series 2 nha mọi người. Đó, thì bây giờ thì Hạo sẽ quay rõ ràng chi tiết nè, để cho các bác các anh thấy. Sau đó thì Hảo test nhạc, Hảo lấy đại diện hai bộ, một bộ series 2 và một bộ series trơn, test nhạc trực tiếp cho các bác các anh xem luôn. Đó, rồi bây giờ Hảo quay cho mọi người xem nha. Nó vừa có CD, vừa có cả chủng giải mã để cho chúng ta nghe nhạc số, vừa nghe nhạc số có CD luôn nha mọi người, đầy đủ hết á. Thì đợt này Hảo vì cái số lượng cũng nhiều nên là cái giá rẻ hơn đợt trước cũng khá là nhiều nha mọi người. Và về trong cái tình trạng các bác anh thấy là rất là đẹp luôn, không có cái điểm nào để chê luôn nha mọi người. Đó, từ Nhật về hết và Hảo đã để sẵn hết lên trên đây theo bộ của nó là như vậy. Dây là cũng là dây rin hết luôn nha mọi người, remote này kia là cũng rin hết luôn. Và về thì nó có thêm cái catalog đây này mọi người. Catalog thì cái này là dành cho thị trường Nhật nên là tiếng Nhật không. Và đó mọi người thấy này, cái này thì cũng không có quan trọng lắm đâu. Bác và anh nào mà thích á, khi mà mua thì nói Ngọc Hạo, ví dụ thích về tìm hiểu đọc thêm cho nó vui á, thì mọi người nói Ngọc Hạo bỏ vào trong cái thùng cho mọi người đó, chứ nó cũng Hạo thấy cũng không có gì quan trọng ha, nó chỉ ghi hướng dẫn vậy thôi. Bây giờ Hạo bỏ cái này qua bên nha. Đây này, người thấy là nó rất là đẹp luôn. Và đây, cái bộ Hạo để bên góc này á, là duy nhất một bộ trong cái lô của Ngọc Hạo là bow 321 series 2 nha mọi người. Vì trong cái tình trạng rất là đẹp, nó có đi theo cái đĩa CD luôn này. Không, cái đĩa này là của bên này. Đó, mọi người thấy chưa, cái chép nó mới tinh, nó rất là đẹp luôn. Và giá được này rất là rẻ, cái đầu CD này không có điểm nào để chê. Cái này là vừa có CD, rồi vừa có kiêm DAC để chúng ta nghe nhạc từ trên YouTube, trên TV xuống luôn. Và dưới này là cái sub siêu trầm. Còn một dãy bên kia là cái bow 321 series trơn nha mọi người. Thì cái giá đợt này rất là rẻ luôn. Cái bộ series 2 này á thì Hảo bán đâu là để Hảo coi, Hảo bán là 8 triệu rưỡi thôi nha mọi người. Đó, dây của nó là cũng là dây rin hết nha, remote rin hết luôn á. Nó rất là đẹp, rẻ hơn đợt trước rất là nhiều. Đợt trước họ bán là 8 triệu 9 á. Còn bên này thì Hảo bán là 6 triệu 500 nghìn đồng nha mọi người. Đó, đó, rất là đẹp luôn, về trong tình trạng đẹp hết á. Rồi dây này kia cũng rin. Bây giờ thì Hảo sẽ bộ nào cũng đẹp hết á, quay sơ qua cho mọi người xem. Rồi Hảo sẽ lấy đại diện một bộ series trơn và một bộ series 2.
quay chi tiết rõ ràng và test nhà trực tiếp để cho các bác và anh xem. Để bác và anh nào mà chúng ta chưa biết cái cách sử dụng á, thì mọi người có thể xem học Hảo rồi mọi người về mọi người làm để cho mình biết cái cách mình xài nha mọi người. 8 triệu rưỡi là series 2, chỉ có 6 triệu rưỡi là series 1 thôi nha mọi người, series trơn á đó. Cái dàn này thật sự mọi người là nó rất là hay luôn. Hảo về được nào là khách cũng lấy hết á, và cái giá của nó thì dễ chơi, nhưng mà cái khả năng trình diễn của nó rất là tuyệt vời, vừa có thể nghe CD được, rồi vừa có thể kiêm DAC nghe nhạc từ mạng, từ YouTube xuống, mà cái giá thì quá rẻ luôn đó. Thì bây giờ thì Hảo để ra hai bộ nha, Hảo quay. Hảo đã set up cái hệ thống Bow 321 lên trước nha mọi người, lên trên cái hệ thống TV và kệ tủ nhà Ngọc Hảo. Và ngày hôm nay Hảo test cái series 2 rồi cái series trơn cho các bác các anh, cả hai model cho các bác các anh xem trực tiếp luôn. Thì cái hệ thống này các bác các anh khi mà mua về thì mọi người cũng bố trí như Ngọc Hảo vậy. Đây là cái kiểu bố trí chuẩn của hãng Bow đưa ra đó. Người ta khuyến cáo với người dùng bố trí theo cái cách này để nhằm ngụ ý là chúng ta vừa có thể thưởng thức nhạc và vừa có thể biến cái hệ thống âm thanh của chúng ta trở thành một cái rạp chiếu phim chuyên nghiệp luôn nha mọi người. Nó rất là tiện lợi luôn. Thì hai bên hai cái jack ở giữa cái CD và phía dưới là sub. Thì Hảo bố trí cái sub ở đây để chút xíu Hảo quay cái thông số cái nơi sản xuất để cho các bác anh xem cho nó tiện, cái về nhà thì các bác anh để qua bên góc cho nó gọn gàng nha mọi người. Thì mọi người về trong tình trạng thật sự mọi người không có điểm nào để che luôn nha mọi người. Để Hảo quay cái thùng sub cho các bác anh xem sơ qua. Cái hệ thống của nó cái công suất là lên đến là 300W luôn nha mọi người. Cái sub này của Bow thì thật sự mọi người là rất là nổi tiếng luôn. Khi mà người ta bán riêng á nó cũng mắc lắm mọi người. Đây, và bây giờ Hảo quay đằng sau cho mọi người xem, mọi người thấy này. Đó, vì nó đẹp chưa? Không có một cái tì vết nào luôn á. Nó nặng lắm mọi người, tôi để quay qua. Cái điện từ Nhật về cái này dành riêng cho thị trường Nhật, điện 100V. Công suất là 300W ở bên này mọi người này. Được sản xuất tại nhà máy của Bow ở Mexico, Make in Mexico, và lắp cái design á thì thiết kế thì tại là USA. Đó, model Bow 321 series 2. Thì trong cái lô đợt này về thì chỉ có một bộ series 2 và còn lại là series 3. Chút xíu Hảo sẽ test CD này, rồi test nghe nhạc từ trên YouTube xuống, nghe nhạc lắp lép từ trên TV xuống cho các bác anh xem luôn. Đó, và mức giá chỉ có 8.500.000 thì thật sự mọi người là rất là rẻ luôn. Và 6.500.000 thì thật sự là trên thị trường là chúng ta không tìm cái model nào khác ngoài cái model này, mà cái mức giá này mà nó đầy đủ hết. Mọi người thấy là hãng người ta trang bị cả dây cho chúng ta luôn, nên các bác các anh mua về thì mọi người chỉ cần là kết nối vào nghe thôi, ngoài ra là không sẵn bất cứ một cái gì nữa cho mọi người. Đó, mọi người thấy đặt đĩa rất là nhanh luôn nha. Hãy tăng âm lượng lên chút xíu nha. CD đọc rất là tốt luôn. Bây giờ thì Hảo sẽ test nhạc từ trên YouTube xuống. Thì Hảo đã để sẵn cái nhạc từ ở trên YouTube đây rồi nè mọi người. Nhạc này là cũng ở bên học Hảo luôn. Thì bác và anh em chúng ta muốn nghe từ trên YouTube xuống á, thì mọi người chỉ cần ấn vào CD đây mọi người. Chúng ta quên TV, mọi người ấn vào rồi tín hiệu nó nhận. Đó, thì chúng ta sẽ ấn này. Thank you.
Khi mà chúng ta tắm trực tiếp thì nó chất lượng nhất. Và cái nhạc này thì ở bên Ngọc Hảo có luôn nha mọi người. Đó, ở bên Ngọc Hảo bán luôn. Hảo bán thì là 64GB là 600.000, 128GB 800. Còn ổ cứng là 500GB là 1.500.000, 1T là 2.500.000 nha mọi người. Đây, ví dụ là series 2 của bên này để Hảo rút ra. Cái series 1 mọi người về cũng bố trí giống như Ngọc Hảo vậy đó. Đó, mọi người cũng để hai cái trap ở hai bên, rồi chúng ta bố trí cái đĩa CD, cái sub, nói chung là nó không khác gì hết á, chỉ khác là cái đầu của cái series 1, cái trap này mọi người, chúng ta thấy là cái trap nó sẽ đồ sộ hơn so với cái trap của cái bộ mà là series 2 nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ họ test đĩa CD. Khi mà nghe CD á thì các bác các anh chúng ta, mọi người đợi chút xíu nha. Khi mà nghe CD thì mọi người để họ lấy cái đĩa CD. Khi mà nghe CD thì mọi người bấm, nó cũng nhảy đấy mọi người. Đây, bây giờ thì họ sẽ test này. Đĩa CD này. Rồi,
bấm vô CD này. Xuống khi mà mọi người nghe, muốn nghe từ trên từ YouTube TV xuống thì mọi người ấn vô cái video 1 này. Rồi, nó nhận tín hiệu. Thương nhớ